Xin chào tất cả mọi người, cả nhà ơi, lâu lắm rồi Phượng mới quay cái quang cảnh xung quanh nhà với cả vườn cho mọi người xem. Thì hôm nay là thật sự mà nói ra thấy cái vườn rau rất là đã mắt cho nên Phượng quay lại để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Bây giờ Phượng đi theo Phượng nè. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phượng khoe vườn rau với cả nhà một tí này. Đó, vườn rau nhà Phượng trồng bữa nay nó xanh này mọi người ơi. Cái này là rau mùi nha mọi người. Còn kia là rau dền xanh nha mọi người. Rồi, tiếp đến bên này là rau mùng tơi. Cực kỳ xanh và tươi tốt luôn này mọi người. Và kế đến là rau muống nha mọi người. Rau muống thì hơi ít chút xíu. Đây, tiếp theo đây là rau muống cũng mới bắt đầu trồng này, cũng lên một ít rồi nè mọi người. Và đây nhà Phượng tận dụng được cái bồn á, cái bồn tắm mà người ta bỏ lại á, bỏ đất vào trồng cũng được rất là nhiều rau mùng tơi này mọi người. Thích chưa? Đó, mùa mưa tới mà trồng được rau là phải nói là thành công á mọi người, tại vì ở Sài Gòn mà mùa mưa tới á là ốc sên nó ăn rất là nhiều và mưa nó dập á mọi người. Nhưng mà đây là đầu mùa mưa cho nên là cũng đang còn có thể là thu hoạch được rau. Tiếp theo đây là mướp này mọi người ơi. Đó, mướp là nhà Phượng đã ăn được mấy lứa rồi, ba lứa rồi và bây giờ là lứa thứ tư để đang sai lúc liều này mọi người. Đó, đó sẵn đây Phượng quay quang cảnh cây cảnh treo cho mọi người xem luôn. Đó, có những cái cây kim tiền này, rồi cái cây này là cây được chú họ Phượng cho là cây khế của Nhật Bản nha mọi người, đó, đang lên này. Đó, trầu bà. Cái này là hoa giấy từ bữa Tết này mọi người. Đó, Phượng thích nhất là mấy cái cây trầu bà này này. Đó, chủ yếu hôm nay là khoe cái vườn rau. Quay lại cho mọi người xem lần nữa. Mùng tơi này. Chen chúc nhau luôn. Chưa có hái ăn luôn này mọi người. Để cho nó lớn lớn chút xíu ngắm cho nó đã. Đó, rau muống này. Rau muống cái cọng này nhỏ nhỏ ăn rất là ngon và non. Đây là dền xanh. Đó, kia là Phượng có cái bụi xả và cái cây đinh lăng này mọi người. Rất là đẹp luôn này, xanh tươi luôn. Và lần đầu tiên nhà Phượng trồng được cái cây mùi nha mọi người. Đó, cây ngò rí á mọi người. Nó đang lên rất là tốt này. Hy vọng là một tuần sau sẽ hái ăn được. Đó thì lâu rồi Phượng không có quay cái vlog về gia đình, về vườn tược cho mọi người xem. Thì hôm nay Phượng quay lại cho mọi người xem cái quang cảnh của nhà Phượng với vườn tược nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần Phượng nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.